tăng 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 chơi thôi. Dạ. Người ta nghỉ đi chợ cho hả? Dạ. Kiểu này thì mình phải ra vuông thôi chứ đưa điều nào bây giờ. Cỡ 2 ngày nó giãn cách xã hội luôn rồi đó thôi. Là mình đi ra ngoài vuông này nè. Mình bắt cá. Tôm. Dưới ruộng đi. Không lát bây giờ kia dân lưới. Tú hậu hả? Ra mưa dèo mới nhiều. Rồi quay đầu lên lên cho nó gió nó thổi đi luôn. Tôi tập cá nữa. Nhà có bình không? Cái này đi. Cái này. Làm câu chậm vậy? Mới gặp đó hả? Mới gặp. Mới gặp gì vậy? Đi đâu? Ôi trời. Nó táp nhảy bình không? Táp nhỏ. Ừ. Giác này nó no mồi đó. Kéo kéo cái này vô xuống vô 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 được hả? Kéo vô. Cái vuông nó nhỏ xíu mà. Làm đi để hai anh kéo cho. Xong em đi. Nó không nhảy xuống ấy đại vô à. Sâu dữ lắm. Đâu luôn. Hả? Đâu luôn. Qua nhảy rồi. Nhảy rồi. Ngập đầu luôn. Xuống là sâu như cái biển luôn á. Không mày sâu lắm. Để nuôi cá à. Lấy gì là lấy câu nè. Đây phải không? Gọi lên luôn. Lấy gỗ kìa, lấy gỗ kìa. Chết ra đường đi rồi dân. Khu này nè kìa. Khu này nè. Ừ kéo này. Chứ ngay góc là cái binh liền đó kìa. Bà dì của anh đã ở trong nhà không là cả chừng 10 ngày nay rồi. Bà hết lương thực bà mới điện thằng phụ xe chính cho bà. Bà dì chính đó. Ủa kêu ai cho? Kêu thằng Phương á. Đem chiến dịch lên. Bà hết lương thực rồi. Bà ở đâu? Trong nhà. Lên cỏ luôn rồi. Giang đó hả? Ừ. Bà đâu nhớ mở cửa ra đây. Không. Rồi rồi. Mình đã nhật kìa. Bên này nè kìa. Này đóng bên này mà không nghe cái binh tao cù luôn á. Học máu mấy các bạn nè. Đi 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 đi. Bên kia nhấc lại. Đó, không nghe binh tao cù. Nhấc lên đây đây. Đây đây này nó bắt hiện rồi nè. Thấy không? Điểm tính mà. Khúc này nó giữ nè. Có nó đang nằm nấp đây nè. Rồi nhẹ 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 đi bỏ. Nhịp cái chụp lên lại để cho chị cuốn cái đầu nha. Câu này ngại nó phải không? Để nghĩ cái bên này đi. Tạc nó ra kìa, tạc qua. Nó dài đường lên.
thường mùa cá đấu thì kịp nó rượt ở đó kìa. Ừ. Ở đó mình đó hoàng nó tịt ra nhảy nhảy trên cỏ là đinh liền đó, đó nhảy nhảy gì đó nghe bình không có nợ vậy. Từ từ chứ từ nhấp mà đâu phải đi như liền đâu phải như câu cá rô. Vô đây dặn cái đi. Rồi kinh vãn luôn. Đi chưa? Anh alo. Xuống ngoài luôn không? Ừ, cá kia chú kìa. Cái cá kia không? Kia à. Lớn nè. Cái nhỏ nó không biết gỡ nó xé tẹt tẹt. Nó văng gỡ được Sài Gòn đó. Ừ. Một thùng. Dạ, ở đây là thùng này. Văng trong keo này. Cái lưỡi câu này dính tập dính má đào không xu nó dính nhịp nó ra nó hẹ la quá trời la. Bỏ nó đằng bà nội đằng á hả, bỏ nó đằng bà nội nó đằng á.
Cần câu máy anh có anh quyền quá. Đâu phải. Đây mình có biết câu máy đâu phải. Quốc okay. Rồi. Coi em ơi, phái gì quốc cần câu bây giờ nè. Thích ra quanh đây này thôi. Gượt luôn. Cầm đá gượt luôn. Ê ba, cỏ này là gì ta? Ba này có gà nè. Ba cỏ này có đùi gà nè. Đùi gà, đá gà đó. Nhật sát này Nhật. Ui rồi. Để em vô đi. Quá nó nè. Tuấn cũng đâu rồi. Hả? Tuấn đi đâu rồi ta? Cho xuống hoài luôn trời. Chạy chạy heo chạy. Đúng rồi à. Gì nó gượt heo rồi, gượt heo rồi. Vô vô. Thấy đó nhiều gao không? Còn nhiều gao không? Còn ba quế rồi nè, lượm đi. Nó hụt cái gì? Bé không đi chuồng đó phải không? Chứ bữa nay mà đi bộ là bị gượt rồi đó.
bé đó đó. Đó, cắn rồi đó kìa. Không quay. Không quay. Cái này quất ra bình bình rồi nè. Ừ. Anh thèm lắm rồi đó. Cái lạc binh này kìa, không đường nào chạy ra. Này sao giật? Hả? Chim mồi mẹ nó. Chìm phải không? Không có gì. Nhỏ quá, mấy con đó nhỏ nó ăn nóng ở trên. Nó không đủ lực phải không? Tới đây cái bình này. Bình. Đừng làm quá nhiệt. Đừng làm lớn quá nó nghe đó. Nó nghe sao nghe. Ở đúng cái nhiệt luôn. Ăn cái đó là cái bình tao cùi luôn. Chìm mồi rồi. Nó gục cung kinh luôn đó kìa. Nó nhái kéo ngang là nó nung 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 lên mà nó sợ. Ừ. Nước trong quá. Văng bụi cỏ, nổi lên cái gì kìa. Nó nổi con cá nhỏ thấy không? Trời trời. Nó tí vậy kìa coi. Thấy không, nó nổi lên thấy không? Đó, dục xích kia đi. Xa kia đi. Đó, mình đã lâu qua là cái binh nhánh liền không được nào chạy chứ. Tám nè. Anh đủ mồi tới mà anh không dám, anh sợ rồi. Bình luôn. Sợ rồi. Giờ quay ra bên này đi. Bên đây nè, bảo đảm đi em mày. Không. Mình quay ngược lại. Đây nó nhái chạy anh kìa, nhái kìa. Ờ chụp đi. Nhái kìa. Chụp đi lát câu. Hả? Chụp đi thôi. Dính. Rồi. Xin nhái đi giật. Lát còn lấy một câu bắt đang chịu qua đây nhấp. Cầm đi giật rồi. Bỏ bao đi. Nhái này nhái đâu vậy ta? Bẻ ai vô? Bẻ làm gì? Để nguyên con thì móc ngay cổ hả? Rồi được mấy con rồi, coi. Đu nhái nhiều mày ơi. Trời ơi, nhái đi. Hả? Để chưa đâu lưới rồi đó. Chút xíu nữa đi mát mát đi. Thôi để liền đi. Dính cá này cái hả? Dạ dính đường dính. Dạ, nhiều cá. Mẹ mua câu cho em ra đây câu với anh kìa. Đừng mơ ra đây mà câu hết cá luôn. Em đâu biết câu em mua gì. Dạ. Cái lưới câu đó mày mua bao nhiêu tiền Nhật? Ở đâu? Nhóm đen hả? Nhật kìa. Không, lưới con là 5 ngàn. Không, của thằng Nhật là cái cần câu bằng tre. Ừ. Mà lưới bự nhỏ? Có lưới nhỏ gì không? Lưới cỡ này nè. Mà nó không chắc hơn. Giờ ta vũa lên cái một. Về tắm rửa ha, đi câu. Ngang nó hụt con đó. Chú kìa, con chó sủa hoài chú kìa đâu chú kìa. Chú nói con chó bạo lắm mà.
Dạ, chị bán chép luôn hả? Nãy coi mình coi là câu chỗ điện ba động á, đi bọc đây luôn á. Rồi rồi còn đúng cái nịt luôn. Rồi bây giờ rồi. Rồi, dọn chai. Hai con. Nào cái u mẹ vậy. Chết con này. Được hai con.